Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một nội dung, đó chính là làm sao để trở thành người mua lan thật là thông thái. Thường thường những điều này chỉ xảy ra khi chúng ta phải mất vài lần mua lan bị lừa lên lừa xuống, rồi chúng ta rút kinh nghiệm ra, tự an ủi bản thân, rồi để lần sau mua hàng sẽ được tốt hơn. Thì thay vì sẽ bị lặp lại những điều đấy, thì mình muốn chia sẻ cho các bạn cái cách để chúng ta sẽ trở nên thông thái hơn rất là nhiều khi đi mua lan trong tất cả những loại lan khác nhau. Thường thường khi mà nhắc tới gạo thì là mọi người sẽ nghĩ ngay tới đó chính gì? Miền Nam là vựa gạo của cả nước, và cũng đồng nghĩa là miền Nam là vựa lan của cả nước đấy các bạn. Nên vì vậy mà khi chúng ta mua bất kỳ những loại lan gì chăng nữa thì chúng ta nên ưu tiên những điểm mạnh. Và tất cả các shop bán lan cũng vậy, họ cũng sẽ vận hành một cách giống y hệt như vậy. Đó chính là ưu tiên chọn những nơi ở địa phương tốt hơn, và họ sẽ nhập, họ sẽ bán. Thì mình sẽ chia sẻ một vài dòng lan tiêu biểu. Ví dụ như là cái cây đen rô đắng chẳng hạn. Ở đây ai xem video đã gặp trường hợp, đó chính là những người ở trong Nam mà mua những cây đen rô nắng ở ngoài Bắc không? Có đúng không? Có thì chúng ta nên thay đổi. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta nên ưu tiên chọn những shop ở trong miền Nam. Bởi vì cây đen rô nắng là cây ở trong miền Nam trồng rất là nhiều. Và shop ngoài Bắc thì sẽ có hai con đường. Một là nhập những cây này từ trong Nam ra, sau đó lại bán lại cho các bạn ở trong Nam, tức là đi một vòng xuống lại đi lại một vòng nữa, giá tiền sẽ cao hơn, cây sẽ yếu hơn rất là nhiều. Hai nữa đó chính là nhập những cây đen rô nắng từ bên Thái Lan, sau đó là bán lại cho các bạn. Thì những cây thường thường nhập thì ít thời gian chăm sóc và thuần hơn, nên vì vậy cây cũng sẽ không được khỏe hơn rất là nhiều. Vì vậy khi các bạn mà mua cây đen rô nắng, chúng ta nên ưu tiên, mình xin nói là từ ưu tiên nhé, chứ không phải là nên mua tất cả. Ưu tiên chọn những shop ở trong miền Nam sẽ tốt hơn, bởi vì cây này ở trong miền Nam là chùm, là vựa. Các bạn ấy kỹ xem tất cả những shop lớn bán đen đô nắng, đại đa số là gì? Ở trong miền Nam mà thôi. Mình sẽ lát nữa phân tích điểm mạnh ở ngoài Bắc và miền Trung nữa. Tất cả. Đấy là cây đen đô nắng nhé. Còn đâu là ví dụ như là về cây lan kiều này. Ví dụ như những dòng lan kiều này, cây lan cáo này, trồn này, sóc này, là những khu vực đấy là các bạn nên chọn khu vực ở ngoài Bắc, bởi vì ngoài đấy là lạnh, trồng những cái cây lan rừng nên rất là đã. Và ngoài Bắc nữa có một cái đặc điểm là cây lan hồ điệp đó, hồ điệp giống mà hồ điệp tơ rất là rẻ, là 30.000, 40.000, 50.000 ấy, thì khu vực ở ngoài Bắc bán rất là nhiều, đó chính là những cây hồ điệp Trung Quốc. Thì các bạn nếu mà ai mà có ít tiền hoặc là muốn thử sức chúng ta trồng những cây hồ điệp đó thì có thể là lên ưu tiên chọn những shop ở ngoài Bắc. Bởi vì ở khu vực ngoài Bắc là giáp danh với cả Trung Quốc, và một ngày nhập rất là nhiều cái hàng Trung Quốc về. Thì chúng ta nên ưu tiên chọn những cây hồ điệp giá rẻ vậy để chúng ta trồng để thử nghiệm xem sao. Còn đâu về cây hồ điệp Đài Loan á. Cây hồ điệp Đài Loan là cây hồ điệp mà được trồng rất là nhiều ở Đà Lạt. Nên vì vậy mà các bạn nên ưu tiên chọn những cây hồ điệp ở trong miền Nam sẽ tốt hơn. Ngoài Bắc thì cũng có, nhưng mà tỷ lệ hồ điệp Đài Loan rất là ít. Có thể là sẽ nhập từ trong Nam, sau đó lại ra ngoài Bắc, sau đó lại bán lại cho các bạn ở trong Nam nữa. Cũng là một cái cây sản phẩm như thế này, nhưng mà các bạn mua đi quá nhiều khâu vận chuyển này là giá thành sẽ cao hơn. Thay vì chúng ta mua những nơi xa, chúng ta có thể chọn những cái điểm mạnh gần địa phương thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cây đen rô nắng hoặc là cây hồ điệp Đài Loan thì các bạn nên ưu tiên chọn những shop trong miền Nam. Còn đâu là khu vực Tây Nguyên đấy, khu vực Tây Nguyên thì mình thấy khí hậu lạnh, trồng những cây rất là tốt như là cây vũ nữ này. Ví dụ như là vũ nữ này, hoặc là lan kiều này, hoặc là những dòng lan như là phi điệp, hoặc là những dòng như là tam bảo sắc này, những dòng thân thòng ấy, mình thấy ở khu vực Tây Nguyên trồng rất là tốt. Kiều này hoặc là như là vũ nữ này là sóc quả cũng nhập từ Tây Nguyên mà thôi. Mình cũng nhập từ Tây Nguyên ấy, nên điểm mạnh ở Tây Nguyên là trồng những cái dòng như là vũ nữ kiểu rất là tốt. Miền các bạn có biết rằng là cái cây đai châu rừng bóc trụ đó. Cây đai châu rừng bóc trụ mới là cây hoàng nhạn bóc trụ đấy. Thì ở Việt Nam mình ở đâu là nhiều nhất không? Chắc nhiều người không biết đâu, đấy chính là ở Tây Ninh. Tây Ninh là chùm về cái cây đai châu rừng bóc trụ và đai châu Thái bóc trụ hoặc là hoàng nhạn. Thì các bạn lên ưu tiên mua những cây như vậy, thì chúng ta lên ưu tiên chọn những shop ở khu vực Tây Ninh thì sẽ cây sẽ giá rẻ hơn.
và lấy tại vườn bóc thì chắc chắn nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Cũng là cây như vậy, nhưng mà các bạn mua ở những shop như là ở ngoài Bắc hoặc là ở khu vực khác chẳng hạn thì sẽ phải cũng nhập từ Tây Ninh mà thôi, và giá thành sẽ cao hơn chút xíu, và vận chuyển thì cây sẽ gì yếu hơn chút xíu so với mua tại shop ở Tây Ninh. Ở ngoài Bắc thì các bạn nên chọn mua những cây như là hàng rừng, như là quế này, tam bảo sắc này, kiều này, kiều tím miền Bắc ấy, ở bán rất là tốt. Đây là cây kiều tím miền Bắc, là mịn ngô ngoài Bắc này, cây này cây là kiều Tuyên Quang đó, thì các bạn nên ưu tiên chọn những khu vực ngoài Bắc, hoặc là mua hồ điệp Trung Quốc chẳng hạn, thì cái cây giống ấy khoảng độ 30-40 ngàn, thì chúng ta nên ưu tiên chọn những shop ở ngoài Bắc thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn nó về riêng về dendro nhé, dendro hoặc là dendro nắng đấy, dendro màu, tất cả các loại dendro hoặc là hồ điệp Đài Loan, thì các bạn nên ưu tiên chọn những shop trong miền Nam thì sẽ chuẩn hơn rất là nhiều. Các bạn sau khi nghe xong đến đây, các bạn thử hình dung ra là những cây lan các bạn mà đã mua đó, đã mua của tất cả các shop, các bạn có thấy nó vận hành đúng cái nguyên tắc không? Là đại đa số là shop trong Nam là bán dendro rất là nhiều, hoặc là hồ điệp Đài Loan bán trong Nam rất là nhiều. Còn các shop ngoài Bắc thì sao? Bán rất là nhiều hồ điệp Trung Quốc, hoặc là bán rất là nhiều hàng rừng thuần như là cáo, sóc, trồn, tam bảo sắc hoặc là phi điệp, đúng không các bạn? Ở ngoài Bắc thì thấy là cái cây địa lan ấy cũng bán rất là nhiều, giá cũng rất là rẻ. Các bạn cũng nên tham khảo. Điểm mạnh của mỗi vùng sẽ khác nhau hoàn toàn. Tây Nguyên thì là nên mua những cây như là cây vũ nữ này, hoặc là những cây như là long tu này, hạc vĩ này, là hoặc là kiều. Mình thấy là Tây Nguyên trồng kiều cũng rất là tốt, như là kiều kiều mỡ gà, hoặc là kiều vuông Lộc Bắc, hoặc là như là kiều tím, cũng rất là nhiều, Tây Nguyên rất là nhiều. Vậy là khi chúng ta xem xong ấy, thì những ai mà ngày trước đó là ở trong miền Nam, các bạn mà mua lan mấy shop ngoài Bắc, ví dụ như này mua dendro này hoặc là mua hồ điệp, mà thì chúng ta nên thay đổi, bởi vì rằng là trong Nam chúng ta là trùm vào những cây là dendro. Nếu mà có mua ngoài Bắc thì cũng là nhập từ trong Nam ra mà thôi, sau đó lại bán lại cho các bạn. Quá là nhiều cái khâu vận chuyển, cây cũng sẽ không được khỏe hơn. Chúng ta nên thay đổi. Hoặc là những bạn nào mà ở ngoài Bắc mà chúng ta lại mua những cây hồ điệp giống hàng Trung Quốc đó, hoặc là các bạn ở ngoài Bắc mà đã mua những cây như là cây cáo chẳng hạn, cây lan kiều chẳng hạn, mua những shop ở trong miền Nam thì chúng ta nên thay đổi chút xíu, bởi vì ngoài Bắc là trùm những cái dòng đấy, thì chúng ta nên tận dụng những điểm mạnh để mua những cái shop ở ngoài Bắc thì sẽ tốt hơn. Hoặc là khu vực Tây Nguyên, mỗi vùng có một cái điểm khác nhau rất là nhiều. Tất cả những cái điều này Sóc Cò chia sẻ cho các bạn là bởi vì là mình là những người đã nhập xỉ số lượng rất là lớn, và mình thấy mỗi địa phương có một điểm mạnh khác nhau, và mình sâu chuỗi lại và mình nhìn tất cả những các shop bán lan thì cũng vận hành một cách y hệt như vậy, không có thay đổi gì cả. Và mình muốn chia sẻ điều này cho các bạn để các bạn khoanh vùng ra, các bạn cần dòng lan gì thì các bạn lên 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 biết là điểm mạnh ở khu vực nào là cây đấy tốt thì chúng ta nên mua thì tốt hơn. Bây giờ mình sẽ tóm tắt nội dung lại để cho các bạn dễ hiểu. Khi các bạn mà mua những dòng lan như là dendro nắng hoặc là mua hồ điệp Đài Loan thì là các bạn nên ưu tiên chọn shop ở trong miền Nam. Còn đâu các bạn mà mua những cây như là địa lan, hàng rừng như là phi điệp, cáo, sóc, trồn hoặc là tam bảo sắc, quế thì là nên ưu tiên chọn những shop ngoài Bắc. Còn đâu là mua những cây như là vũ nữ này, kiều này, hoặc là phi điệp thì là ở Tây Nguyên, khu vực Tây Nguyên bán cũng rất là nhiều. Còn riêng về hai cây này là nó khó nói nhất, đó chính là cái cây đầy trầu này và cây hoàng nhạn, là hai cây này là chủ yếu là nhập từ Thái về, nên vì vậy mà Bắc Nam cũng nhập được về bán rất là nhiều, không có chùm ở đây cả, chùm là ở chùm bên Thái chứ không phải chùm ở Việt Nam. Còn đâu là nếu các bạn mà mua những cây đầy trầu rừng bóc trụ này, hoặc là nhạn tháng 4 bóc trụ hay là nhạn tháng 8 bóc trụ thì chúng ta nên ưu tiên mua những shop ở khu vực Tây Ninh, bởi vì là Tây Ninh là trùm những cái dòng bóc trụ bạt ngàn, những dòng hàng rừng bóc trụ rất là nhiều. Chúng ta mua những địa shop như vậy thì sẽ được cây khỏe mạnh hơn, giá tiền thì ít nhiều cũng sẽ rẻ hơn rất là nhiều, bởi vì là không phải vận chuyển và lấy tại gốc đó.
Và tất nhiên là những điều này là mình chia sẻ nó chỉ là một cái góc nhìn phiến diện từ phía một mình mà thôi, nên vì vậy các bạn có thể nghe là để tham khảo hoặc là mang tính chất là giải trí. Nếu mà cảm thấy đúng thì là chúng ta áp dụng, hoặc là nếu mà không đúng thì xem như là một cái video chỉ là xem mang tính chất giải trí mà thôi. Mình cũng mong sao là mọi người sẽ có nhiều kiến thức chia sẻ cách trồng lan cũng như là mua lan. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là khi các bạn mà đã có nhiều kiến thức rồi, chúng ta mua hàng thì tự tin hơn, không có bị lừa gạt nữa. Và điều này thì chắc là hẳn thì nhiều shop người ta không có muốn chia sẻ ra, bởi vì rằng nếu mà chia sẻ, thứ nhất là sợ đến đụng chạm rất là nhiều shop, thứ hai nữa đó chính là sao, các bạn biết được nhiều thì sẽ không có lừa được các bạn nữa. Đại đa số bây giờ bán hàng này, đại đa số là mình thấy không có trung thực, và lừa ai thì lừa. Shop bán hàng uy tín cũng có nhưng mà hiếm lắm. Bản thân mình nhập sỉ cũng vậy, mình nhập sỉ đến thời điểm hiện tại cũng bị lừa, bản thân Shop Cò cũng bị lừa đấy, hiện tại vẫn bị lừa đấy các bạn, chứ không phải là không bị lừa đâu. Và mỗi lần bị lừa thì mình tự an ủi bản thân và mình chia sẻ cho các bạn để biết những điều đấy không có bị lặp lại nữa. Mỗi lần bị lừa cũng thiệt hại cũng rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Trên đây chỉ là chia sẻ chút xíu kinh nghiệm nhập hàng và những gì mà mình trải nghiệm trong quá trình mà mua bán hoa lan. Cái gì đúng thì các bạn thì tham khảo. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.